đáp ứng yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao của lực lượng hải quân, yêu cầu đổi mới giáo dục đào tạo được Học viện Hải quân thực hiện quyết liệt và đem lại nhiều kết quả, để lại để học viên ra trường thực hiện tốt nhiệm vụ theo mục tiêu đào tạo. Tại phòng học chuyên dùng huấn luyện vận động chiến đấu, các học viên khoa hàng hải đang xử trí nhiều tình huống do giảng viên đưa ra. Không chỉ phối hợp với các ngành khác để đưa tàu xuất bến và cơ động trên biển, trưởng ngành hàng hải còn phải tính toán chính xác sức gió, hướng cơ động, phương án phù hợp khi có sóng gió, để tàu luôn bảo đảm hành trình đúng hướng, an toàn khi thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, diễn tập hoặc cứu hộ cứu nạn. Những kiến thức này đã được phát huy tốt ngay trong quá trình học viên thực hành trên tàu buồm 286 Lê Quý Đôn. Bản thân tôi luôn xác định rõ là phải luôn cố gắng phấn đấu học tập và rèn luyện, nghiên cứu khoa học, lấy tự học và rèn là chính, học và rèn luôn đi đôi, xen kẽ lẫn nhau. Tăng thêm thời gian thực hành, thực tế, nhất là tại các trung tâm mô phỏng, tham gia các chuyến đi biển đường dài và tham gia các hoạt động giao lưu đối ngoại quốc tế với hải quân các nước trong khu vực và trên thế giới. Khoa vũ khí dưới nước đã phát huy tốt khả năng nghiên cứu khoa học của thầy trò để tăng cường các ứng dụng công nghệ mô phỏng. Các học viên được hướng dẫn để thực hiện các nhiệm vụ cụ thể, từ đó giúp học viên hiểu sâu hơn về quá trình vận hành của hệ thống. Về quy trình, nội dung chương trình đào tạo cũng đã được đổi mới và hoàn thiện, đảm bảo nhất chính quy, thống nhất và kết hợp giữa mục tiêu yêu cầu đào tạo của người sĩ quan hải quân với việc nâng cao trình độ học vấn, kỹ năng sống và kỹ năng hội nhập quốc tế. Hệ thống phòng học chuyên dùng, phòng học đa chức năng, trung tâm mô phỏng thực hành được đầu tư bài bản đã tạo môi trường học tập hiện đại ở Học viện Hải quân.